Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bất ngờ Bí thư Nguyễn Văn Nên tiết lộ về giai đoạn Sài Gòn gặp khó khăn nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên vào chiều ngày 12 tháng 10 đã có những chia sẻ về giai đoạn chống dịch COVID-19 tại buổi làm việc của đoàn đại biểu Quốc hội với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Giới quan sát nhận thấy có một số tiết lộ đáng chú ý, có thể là lần đầu tiên được công khai với dân chúng thông qua truyền thông nhà nước. Tại buổi làm việc, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng thừa nhận đại dịch đã để lại thành phố nhiều đau thương cũng như bài học xương máu, cần kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm. Đây là hình ảnh ông Bí thư Nguyễn Văn Nên đang phát biểu trong buổi làm việc của đoàn đại biểu Quốc hội với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 12 tháng 10. Theo tường thuật của trang Sinh News, ông Nên cho rằng vào hồi tháng 5 khi phát hiện 2 ca dương tính tại Bệnh viện Nhân dân Gia đình thì dịch đã ung thư di căn ở chỗ khác từ lâu. Nhắc lại vào ngày 27 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tối 26 tháng 5 đã ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 khi đi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây là hai vợ chồng sống tại phường Thạch Lộc, quận 12, sinh hoạt chung với Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp cùng với các ca nghi nhiễm cư trú tại huyện Hóc Môn đã công bố trước đó. Đến sáng ngày 25-27 tháng 5 đã có kết quả xét nghiệm khẳng định 3 trường hợp này hoàn toàn dương tính. Sang chiều ngày 27 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo phát hiện thêm 17 ca nghi nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Sau khi truy nguồn gốc ca nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo, lãnh đạo thành phố đã nhanh chóng dùng chỉ thị 15 để kìm lại một số hoạt động và áp dụng chỉ thị 16 ở một số địa bàn trọng tâm, trọng điểm. Theo lời ông Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ, được báo Tuổi Trẻ trích dẫn. Xét nghiệm PCE cũng tê liệt. Thời gian đó, thành phố đã dùng xét nghiệm PCE nhưng năng lực không đủ. Đầu tiên lấy 40.000 mẫu nhưng đơn vị trả kết quả năng lực chỉ có 10.000 mẫu nên phải chờ. Mà sự chờ đợi đó qua 24 giờ, 48 giờ, có lúc kẹt máy thì 7 ngày mới trả được kết quả thì đâu còn giá trị. Đây là hình ảnh trụ sở Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp, nơi có 11 ca nghi nhiễm COVID-19 vào hồi tháng 5 năm 2021. Vũ khí chiến đấu không phù hợp, dù làm rất tích cực và cũng chưa biết nó, tức là ý nhắc chủng Delta, lây kiểu gì mà không có cảnh báo nào rõ rệt cả. Ông Nên tiết lộ như vậy. Ông Nên tiếp tục cho hay, dù lúc đó thành phố có những lúc đưa ra chỉ tiêu xét nghiệm tới 500.000 mẫu trên ngày, huy động hết lực lượng nhưng trả kết quả chỉ vài chục ngàn mẫu. Quyết định giãn cách để xét nghiệm phát hiện ca nhiễm, ngăn chặn kịp thời, như lúc đó vũ khí chiến đấu cũng không phù hợp. Và vì sao đưa quân đội vào thành phố? Đây cũng là câu hỏi được đặt ra. Vào ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ban hành nghị quyết 86 nêu rõ Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021. Các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước mùng 1 tháng 9. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, ông Nên cho biết lúc đó nhìn lại lực lượng, vũ khí của thành phố không đủ để đạt mục tiêu kiểm soát dịch, nên lãnh đạo thành phố cũng đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp. Ông Nguyễn Văn Nên tiết lộ sau đó đã quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhưng không tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Theo đó, đưa lực lượng quân đội, công an tăng cường vào Thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường chống dịch tại đây đang ngày càng bùng phát dữ dội. Đây là hình ảnh quân đội mua giúp thực phẩm cho dân ở Thành phố Hồ Chí Minh khi đó. Nhìn lại lực lượng, vũ khí, năng lực, Thành phố Hồ Chí Minh thấy không thể nên đề nghị Đảng, Nhà nước và Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép biện pháp cao nhất này. Và sau cùng quyết định sử dụng các biện pháp khẩn cấp nhưng cũng lại không tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Đây là một cách làm của Việt Nam. Ông Nên nói thêm, theo tờ báo Sinh chia sẻ như vậy. Và Chủ tịch nước đã nói điều gì khi đó? Có mặt tại cuộc họp chiều ngày 12 tháng 10 còn có ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc nhấn mạnh, ta cần giải quyết hậu quả do giãn cách xã hội để khôi phục kinh tế. Nếu tiếp tục đóng cửa thì không chịu nổi. Trước hết là đói nghèo, không chỉ tăng trưởng âm mà còn có thể phát sinh nhiều điều tồi tệ, bần cùng sinh đạo tặc. Nếu kéo dài có thể dẫn tới hàng triệu người mất lao động, mất việc làm, nghèo đói, suy dinh dưỡng, gia tăng bất bình đẳng. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt ra nhiều đề nghị,
gợi ý thành phố và nhấn mạnh nếu không sáng tạo, thành phố sẽ suy giảm vai trò đầu tàu kinh tế trong cả nước, dễ mất đi vị thế của Hòn Ngọc Viễn Đông. Theo truyền thông của Việt Nam, Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc cũng gợi ý cho thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đấu giá đất sạch, cổ phần hóa doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, phát hành trái phiếu để có thêm nguồn thu. Điều được đặt ra là yếu tố đã thúc đẩy Việt Nam chuyển từ zero COVID, tức là không có COVID, sang sống chung với virus. Đây là hình ảnh vào hôm 29 tháng 8, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu rằng phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối. Dịch COVID-19 cùng với những biện pháp giãn cách nghiêm ngặt đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế của Việt Nam chưa từng thấy. GDP quý 3 năm 2021 giảm 6,17% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là theo Tổng cục Thống kê chia sẻ. Và tăng trưởng cả năm dự kiến chỉ còn 3% thay vì 5% như trước đó. Và khoảng từ 18-20% hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài đã bị chuyển sang một nước thứ ba. Nếu tiếp tục chiến lược Zero Covid, chậm mở cửa, cơ hội đầu tư sẽ không quay lại Việt Nam và có nguy cơ tụt hậu trong quá trình phục hồi kinh tế. Đây là điểm được 4 hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài gồm có AmCham, Eurocham, ASEAN và CoCham nêu trong bức thư chung gửi đến Thủ tướng Phạm Minh Chính vào giữa tháng 9 năm 2021. Phương án 3 tại chỗ rất tốn kém và thiếu hiệu quả. Những phương án 3 tại chỗ gồm có ăn, ngủ, làm việc tại nhà máy, một cung đường, hai điểm đến là đường vận chuyển công nhân từ nơi đến nơi sản xuất của công ty doanh nghiệp, hoặc phương thức 4 xanh ở các địa điểm nơi ở, làm việc và di chuyển thuộc vùng xanh và người lao động có thẻ xanh, chứng nhận, y tế nhằm duy trì hoạt động sản xuất và xuất khẩu không mang lại hiệu quả vào thời điểm chính phủ vẫn phải duy trì chiến lược Zero Covid. Những biện pháp này rất tốn kém cho doanh nghiệp nhưng lại không đảm bảo được năng suất và cũng chỉ duy trì được khoảng từ 10-30% số lao động mà thôi. Trả lời đài AFP tiếng Việt vào ngày 6 tháng 10, bà Delphine, giám đốc điều hành phòng thương mại châu Âu Eurocham tại Việt Nam, giải thích tiếp như sau. Những doanh nghiệp muốn duy trì hoạt động phải giữ nhân viên tại chỗ và họ phải hình dung ra cả một hệ thống hậu cần để đảm bảo cho việc này. Người ta có thể thấy những chiếc lều vải dựng trong văn phòng hoặc trong kho, trong vườn thật sự là không tưởng tượng được. Đây là hình ảnh doanh nghiệp áp dụng 3 tại chỗ là ăn ngủ và làm việc bên trong doanh nghiệp. Sau đó là phải hình dung ra cả chuỗi hậu cần để cung cấp bữa ăn, lương thực cho người lao động. Rất nhiều doanh nghiệp có đến 1.000 đến 2.000, thậm chí là 6.000 người ăn, ở và làm việc tại chỗ. Có thể thấy cả một chuỗi hậu cần ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng lại rất khó duy trì lâu dài do kế hoạch này quá tốn kém, gây phát sinh nhiều phí tổn cho bất kỳ nhà máy nào, dù là lớn hay nhỏ. Và ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động rất lớn. Ngoài ra, ăn, ngủ và làm việc tại chỗ cũng gần như tách công nhân ra khỏi xã hội là một biện pháp không tưởng nếu nhìn từ góc độ của một doanh nghiệp nước ngoài. Vẫn theo giải thích của bà Delphine chia sẻ như sau. Kế hoạch 3 tại chỗ đã có những hậu quả rất lớn đến tinh thần và trước tiên là những người lao động phải ở lại trong các nhà máy, không thể về thăm gia đình trong suốt nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng. Nhìn từ nước Pháp hay châu Âu, những biện pháp này nằm ngoài sức tưởng tượng. Tình trạng này gây căng thẳng và còn căng thẳng hơn nữa khi phát hiện một ca nhiễm COVID-19 trong nhà máy khiến khó có thể kiểm soát được tình hình, công nhân thì muốn ra ngoài, trốn khỏi nhà máy. Ngoài ra, các nhà máy cũng không duy trì được hết công suất và công nhân tại chỗ nên phải luân phiên. Ví dụ 100 công nhân làm việc tại chỗ, 15 ngày sau phải thay bằng một đội khác. Nhưng biện pháp này cũng rất khó áp dụng vì phải tuân thủ các biện pháp vệ sinh, xét nghiệm vân vân mà chính quyền bắt buộc. Tất cả những biện pháp này đã khiến sản xuất sụt giảm và khách hàng bắt đầu hủy đơn hàng vì sản xuất bị đình trệ, trễ hạn giao hàng, nên dĩ nhiên họ phải hướng sang một nước khác trong vùng như Malaysia, Indonesia chẳng hạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021 với bản tin Bất ngờ Bí thư Nguyễn Văn Nên tiết lộ về giai đoạn Sài Gòn gặp khó khăn nhất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.